Bây giờ xin mời quý vị sẽ đến tới một điểm kế tiếp trong cái công viên của di tích đặc biệt quốc gia Gò Tháp này. Đây là cái đền thờ của thần Shiva, vị thần toàn năng, sáng tạo và hủy diệt của đạo Bà La Môn giáo Hindu Ấn Độ. Và đây là cái công trình lớn nhất trong cái khu di tích Gò Tháp này. Đây là cái đôi nét về giới thiệu của cái đền Shiva này. Nhưng chúng ta thấy rằng đây là đền Shiva Gò Minh Sư, được khai quật vào năm 2009. Và cái mái che này được thành lập, được xây dựng vào năm 2012. Đây là bên trong của khu vực mái che này. Đây là toàn thể của cái khu khai quật của di tích Gò Tháp tại cái đền Shiva này. Và bây giờ chúng ta thử đi một vòng để thấy được cái sự khai quật của họ. Người ta khai quật và bảo dưỡng rất khá là công phu. Quý vị thấy cái mái che này họ làm cũng rất là hiện đại, với những cái cốt sắt thép mà họ lắp ráp theo kiểu nhà tiền chế để có mái che. Bởi vì khi mà khai quật lên mà không có mái che thì chỉ sẽ ảnh hưởng về mưa gió bão thì nó sẽ bị hư hại hết những công trình này. Cho nên khi người ta khảo cổ, người ta khai quật ở tại cái khu tích Gò Tháp này, nằm ở trong cái nền văn hóa ốc eo, thì bắt buộc những nhà khảo cổ người ta phải làm mái che này để che lại những cái di tích mà người ta đã khai quật được. Được khai quật và được bảo dưỡng khá là khang trang quý vị, với một cái khuôn viên mà đã được chìm sâu vào quên lãng ở vào thế kỷ thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 và cao nhất là vẫn thế kỷ thứ 12, mà bây giờ là thế kỷ 21 rồi. Chính vì thế là với bùn đất, cây cối bao phủ che chắn mà bây giờ người ta mới khai quật lên. Và khi khai quật lên vậy thì người ta phải bảo trì, bảo dưỡng, gìn giữ khá là kỹ, khá là công phu để giữ gìn được. Bên dưới bước chân của chúng tôi đang đi đây thì còn rất là nhiều công trình nhưng mà các nhà khảo cổ người ta chưa khai quật hết quý vị. Đó là chúng ta một vòng để chúng ta tham quan cái đền thần Shiva được khai quật vào, được công nhận vào năm 2009 và được làm cái mái che khá là hiện đại như quý vị cũng thấy đây. Mái che khá là kiên cố này vào năm 2012. Nó bây giờ tiếp theo thì mình sẽ đi đến với cái đền mà người ta đã khảo cổ được. Và đây là cái đền người ta coi là đây là cái đền thờ thần mặt trời trước đây. Đây là khu mà người ta khảo cổ được. Đây là cái di tích về đền thần mặt trời. Cái đền thần mặt trời. Và đây là cái sự giới thiệu sơ nét về cái đền thần mặt trời này. Đây là cái đền.
trên. Tiếp theo nằm trong cái quần thể của khu di tích Gò Tháp này, thì xin mời quý vị cùng chúng tôi đi vào trong chúng ta viếng chùa Tháp Linh. Đây là một trong những cái điểm cũng khá đặc biệt nằm trong cái khuôn viên của khu di tích Gò Tháp này. Bên ngoài thì chúng ta thấy đó là cái cổng chùa, và vô trong thì bên tay trái, nhưng hướng từ ngoài vào thì chúng ta sẽ thấy được tượng Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề. Đó là tượng Phật Thích Ca quý vị, Bồ Đề. Và kế bên tượng Phật Thích Ca thì cũng có tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Và ngay thẳng từ cổng vào thì người ta cũng đã làm một cái đài thì rất là lớn, được tên là đài Quán Âm của chùa Tháp Linh này. Từ từ chúng ta sẽ đi vào chánh điện của chùa. Đây là một cái ngôi chùa ở vùng tỉnh xa, chính vì thế và cũng không phải là ngay ngày rằm lớn, cho nên là khá là yên tĩnh quý vị, khá là yên tĩnh trang nghiêm. Đây là chuông chùa. Trong chùa thì bên trên thì cũng trưng bày đó là tượng của Phật Thích Ca. Bên dưới thì có hai người hầu, đó là Văn Thù và Phổ Hiền. Bên dưới nên là tượng A Di Đà, hai bên là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Và bên dưới thì cuối cùng là có thờ cái bộ tượng Dược Sư, Bảy Vị Phần Dược Sư. Hướng từ ngoài vào, trong chùa thì cũng đã được những cái người làm báo của trong báo Giác Ngộ để xây dựng để về viết được cái bài viết về cái ngôi chùa cổ ở trong buổi này, là nội dung của bài viết. Trong khuôn viên chùa thì còn có cái vườn ngự hoa viên. Ở trong đây người ta có cái mô phỏng lại cái vườn Lâm Tỳ Ni, nơi mà Đức Phật ra đời. Tức là theo truyền thuyết thì Hoàng hậu Ma Gia đã một ngày dạo chơi trong vườn Thượng Uyển,
khi đã thọ sinh rồi thì ở trên đường Tùng Nguyễn, thọ thai thì ở trên đường Tùng Nguyễn, và trong lúc bà vớ tay lên để hái cái nhánh hoa vô thì mắt của bà nứt ra và Đức Phật đã bước ra, bước ra đi 7 bước, và sau 7 chân thì nở ra 7 hoa sen, được tiên tự thiên hạ Duy Ngã Độc Tôn. Rồi bên trong đây cũng có cái hình ảnh, cái bộ tượng của Đức Phật ngồi thuyết pháp cho 5 cái người học trò trong cái vườn Lộc Uyển, cho 5 người học trò đầu tiên của Đức Phật thuyết cái bài Tứ Diệu Đế trong cái vườn Lộc Uyển này. Ở đây cũng có vườn Bát Nhã, đây có thiền Bát Nhã, và có hình ảnh của Đức Phật nhập Niết Bàn. Kính thưa quý vị, khi nói về miền Tây, đồng bằng sông Long, Nam Bộ thì có những người mà người dân của vùng đất đồng bằng sông Long này, người ta vô cùng kính trọng, tôn thờ, thờ phụng, và người ta phong đây là những vị thần, coi như là vị thân hoàng bổng cảnh. Ngoài một cái người mà quý vị có thể là biết rất là thường nhiều, đó là cụ Nguyễn Trung Trực, thì bên cạnh đó còn có 2 cụ khác nữa khá là nổi tiếng. Và khi nhắc về ở vùng đất đồng bằng sông Long này, miền Tây Nam Bộ này, thì ai ai cũng biết đến tên của 2 người này. Và 2 người này đã cùng thành lập nghĩa quân với nhau trong một cái để chống Pháp. Thì 2 người đã hy sinh tại cái gò tháp này. Chính vì thế ở trong cái khuôn viên của di tích đặc biệt quốc gia gò tháp này thì có tượng của đền thờ cũng như tượng của 2 cụ. Người mà tôi muốn nói đến, xin mời quý vị cùng vào trong để viếng, tham quan, tìm hiểu về đền thờ của Thiên Hộ Võ Duy Dương, hay còn gọi là Thiên Hộ Võ Dương. Và người thứ hai đó là Đốc Binh Nguyễn Tấn Kiều, hay người ta thường gọi là Đốc Binh Kiều. Cho nên đây là mình đi vào viếng tham quan về cái đền thờ của 2 cụ Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều. Phía trước đây là cái đền thờ của Võ Duy Dương và Đốc Binh Kiều, thì đây là có tượng của hai ông trong cái cuộc khởi nghĩa kháng chiến chống Pháp, và hai ông đã hy sinh tại nơi đây. Tương truyền là hai ông là võ nghệ rất là cao cường. Với cái hình mô phỏng là hai ông trên chiếc thuyền vượt cái dòng sông, trong con sóng của đồng bằng sông Long, cũng như phía sau ông là có những hình ảnh gắn liền với người dân đồng bằng sông Long, đó là những tàu lá của lá dừa nước. Và đây là đôi nét về cái tiểu sử của hai ông. Chúng ta sẽ vào trong để vào trong đền thờ. Và sắp tới đây là kỷ niệm 150 năm ngày mất của cụ Đốc Binh Kiều, hay là Đốc Binh Nguyễn Tấn Kiều. Thì trong chánh điện thì người ta có một cái điện thờ chính, đó là cái thờ Phật. Ở trên thì thờ Phật trời đất Việt Nam,
và bên dưới là có Củ Hìa Quyền Trăm Họ. Bên tay trái từ ngoài vào của chính điện thì ở đây là có cái bàn thờ của Hậu Hiền, tức là những người mà có công gìn giữ cho đến ngày hôm nay ở thế hệ sau. Và bên tay phải của đền thờ từ ngoài bước vào thì có bàn thờ của Viền Hiền, tức là những người mà đã có công khai phá vùng đất này và cũng như là lập ra cái đền thờ này. Và chúng ta vô trong thì đây là cái bên trong, thì đây là cái nơi thờ chính của hai cụ. Chúng ta có cái tượng bán thân. Chú con hỏi, đây là cái đền thờ của hai cụ, nhưng con thấy cái chánh này thì chỉ có một cái tượng của một cụ thôi, sao mình không làm hai ha? Bây giờ hồi trước đây mình thờ hai người, mà nhưng bây giờ mình tách về đền thờ mới đã hết người, còn ở đây có một ông à. Tách thì đẳng ông, còn ở đây ông. Thì ông ở đây là ông nào ha? Ông ở đây là ông Nguyễn. Dạ. Còn ông ở đẳng ông Võ. Dạ. Như thông tin trong giới thiệu chúng ta thấy rằng là đền thờ chính này đáng lẽ là thờ hai tượng. Thì ở đây thì bây giờ đã có cái đền thờ mới nên ở đây đang thờ tượng chính. Đây là ông Nguyễn Tấn Kiều, tên là cũng tượng của Nguyễn, tượng bản thân. Tí nữa chúng ta sẽ đi đến với đền thờ mới là nơi thờ của ông Võ Duy Dương, tức là Thiên Hội Dương. Và hai bên thì cũng có thờ Vũ Ban và Tả Ban. Thưa quý vị, và điểm cuối cùng trong cái khu di tích Gò Tháp này là chúng ta sẽ đến với cái đền thờ mới được xây dựng gần đây, đền thờ của cụ Thiên Hộ Dương, hay còn gọi là cụ Thiên Hộ Võ Duy Dương. Chúng ta cũng thấy được rằng là với màu sơn này thì cái đền thờ này mới được xây dựng gần đây thôi. Và như nãy đã quý vị đã thấy từ bên kia thì đền thờ của cụ Đốc Binh Kiều có tượng bán thân của cụ, và bên trong đền thờ này thì cũng có tượng bán thân của cụ Võ Duy Dương. Và chúng ta sẽ đi vào bên trong. Và cái tấm bảng người ta giới thiệu đây thì quý vị đã thấy rằng là cái đền thờ này mới được xây dựng vào năm 2016, tức là mới vừa năm rồi, đến nay là năm Đinh Dậu 2017, thì họ mới vừa lễ khánh thành đền thờ Thiên Hộ Võ Duy Dương và lễ kỷ niệm 150 ngày mất của ông. Thì mới vừa năm 2016. Bây giờ xin mời quý vị cùng vào trong để chúng ta viếng đền thờ của cụ. Chúng ta đáp được đi từ trái sang phải. Thì bên trong chánh điện thì đầu tiên là cũng có bàn thờ bác ảnh bác, và bên trong nữa đó là cái gian thờ kế tiếp, đó là thờ Củ Quyền, và gian cuối cùng thì đó là gian thờ của cụ Thiên Hộ Dương. Đối diện ngang với Củ Quyền thì chúng ta cũng có cái bàn thờ của Tiền Hiền, bên tay phải từ ngoài hướng vào, và đó là những người có công khai phá vùng đất này, và bên đền thờ như Hậu Hiền là những người mà có công gìn giữ cái vùng đất này và đền thờ ngày nay. Và ở chính giữa
cũng có tượng bán thân thờ cụ Thiên Hộ bằng đồng, và hai bên thì cũng có bàn thờ của Tả Bang, Vũ Bang. Và đặc biệt hơn đó là bên dưới đây có bàn thờ của Quan Văn và Văn Võ. Bên đây là Văn Võ, đối dưng xứng bên kia đó là Quan Văn, được thờ khá là trang nghiêm và có những chất liệu gỗ rất là đẹp. Xin mời quý vị cùng với tôi thể khấn vái cụ Thiên Hộ. Và tiếp theo thì xin mời quý vị cùng với chúng tôi sẽ đi đến với mộ của cụ Đốc Binh Kiều. Mộ mới được xây dựng gần đây thôi, tức là chúng ta không biết được năm sinh của cụ, chúng ta chỉ biết được năm mất là năm 1866. Thì đây là cái mộ của cụ mới được khai quật và xây dựng lại sau này. Và chúng ta đi ra phía sau, đây là cái khuôn viên mà trước đây khi mà chưa có xây dựng mộ. Cạnh với khu di tích Gò Tháp có một cái nhà hàng khá là đẹp, khá là dễ thương, mang tên là Hồ Sen Gò Tháp 2. Quý vị có thể quan sát về cái cảnh quan của nhà hàng này, rất phù hợp cho các nhóm đi phượt, các nhóm đi gia đình, với khoảng chừng 10 người, 15 người trở lại thì chúng ta sẽ vô những cái tum nhỏ như thế. Ở đây những cái chòi đó người ta gần những cái tum, và khi đó chúng ta ngồi ăn giữa một cái hồ sen khá là dễ thương, rất là đẹp quý vị, với những món đặc sản về ốc, về cá, về rắn, về chuột, về lươn, vân vân, có những đặc sản của miền Tây. Xin mời quý vị có dịp chúng ta ghé lại với nhà hàng Hồ Sen 2. Và đây là cái đường để chúng ta đi ra Gò Tháp, hình như nãy có giới thiệu rồi. Đây thì chúng ta sẽ đi đến với trung tâm của thị trấn của Tháp 10 này, Tháp 10, và cách trung tâm thị trấn thì khoảng 4 cây số thì chúng ta sẽ đến ngã ba. Ngã ba này thì chúng ta rẽ vô khu di tích Gò Tháp, từ ngã ba rẽ vô khu di tích Gò Tháp này là 2 cây số. Như vậy thì ở đây thì thấy đây là có cái chợ, cái chợ Mỹ Hòa. Như vậy thì từ ở Mỹ An quý vị đi lên tới ngã ba của chợ Mỹ Hòa thì quý vị sẽ rẽ vô 2 cây số thì chúng ta sẽ đến với khu di tích Gò Tháp. Và như bản chỉ dẫn đây quý vị thấy đây là cách thị trấn Mỹ An 8 cây số. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi tới Trường Xuân, dành Trường Xuân thì ở đây còn cách Trường Xuân là 7 cây số nữa.